Ngày 12 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với mức tăng lương tối thiểu 6%. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Đối tượng áp dụng gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động, gồm doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại nghị định này. Chính phủ quyết định tăng lương tối thiểu vùng thêm 6%. Về mức lương tối thiểu tháng, nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng. Vùng 1 tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng một tháng lên 4.680.000 đồng một tháng. Vùng 2 tăng 240.000 đồng một tháng, từ 3.920.000 đồng một tháng lên 4.160.000 đồng một tháng. Vùng 3 tăng 210.000 đồng một tháng, từ 3.430.000 đồng một tháng lên 3.640.000 đồng một tháng. Vùng 4 tăng 180.000 đồng, từ 3.070.000 đồng một tháng lên 3.250.000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Về mức lương tối thiểu giờ, nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng. Vùng 1 là 22.500 đồng một giờ, vùng 2 là 20.000 đồng một giờ, vùng 3 là 17.500 đồng một giờ, vùng 4 là 15.600 đồng một giờ. Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động, làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng. Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ. Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoáng, thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.